Ngay sau đây sẽ là một câu hỏi trực tiếp khác đến từ một vị khán giả đang chờ được kết nối với chương trình. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, xin chào khán giả. Khán giả có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình cho chúng tôi được biết ạ. Vâng, chị ơi, em tên là Hoàng Văn Bình, em ở thôn Mai Thượng, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang ạ. Dạ vâng, không biết ngày hôm nay thì anh Bình có thắc mắc liên quan đến lĩnh vực trồng trọt hay chăn nuôi thú y ạ? Chị ơi, em đang nuôi một đàn lợn thì có một con lợn nó đẻ thì ra 10 con được 25 ngày tuổi. Còn mẹ thì bình thường không vấn đề gì, nhưng mà cái con của nó thì bệnh E. coli thì em chữa nó cũng đỡ gần khỏi rồi, nhưng bây giờ nó lại chuyển sang cái bệnh ngạt mũi mà nó như kiểu viêm cái lăng mía ở mũi mà nó thở khụt khịt, nó khó thở chị ạ. Dạ vâng ạ. Và ngay sau đây xin mời khán giả sẽ gặp gỡ trực tiếp với chuyên gia Trương Văn Dung để được nghe chuyên gia tư vấn về phác đồ điều trị trong trường hợp này. Xin mời chuyên gia. Vâng, xin chào anh Bình. Thì với cái hiện tượng, tức là trước đó anh nói là nó bị vi khuẩn E. coli, tức là gây bệnh tiêu chảy phân trắng đúng không ạ? Thì anh điều trị nó đã khỏi rồi, nhưng bây giờ thì nó lại có xuất hiện một cái hiện tượng, tức là bị khụt khịt ở mũi. Và cái khụt khịt ở mũi ấy, thì chủ yếu là do hai cái loại vi khuẩn, tức là Brontiseptica và cái vi khuẩn Pasteurna multocida serotip D. Thì thường ấy là nó tác động ngay ở cái xoang mũi ấy. Đấy, và nó gây hiện tượng bị viêm xoang mũi. Và khi bị viêm xoang mũi như vậy ấy, thì nếu như chúng ta không điều trị kịp thời ấy, thì nó có thể dẫn đến một cái hiện tượng nó gọi là tên của nó gọi là rhinitis atrophicans, tức là viêm teo mũi truyền nhiễm ở lợn. Đấy. Thế thì bây giờ muốn để điều trị nó thì tôi tư vấn cho anh thế này, là lợn được 25 ngày tuổi rồi đúng không? Đấy. Thế thì anh nên dùng cái thuốc oxytetracycline hoặc là amoxicillin hoặc là enrofloxacin. Đấy, anh sử dụng một trong cái thuốc đó, anh tiêm cho nó một lần trên ngày và tiêm 5 ngày, liều lượng theo dẫn nhà sản xuất. Và đồng thời thì anh cũng nên dùng cái thuốc caffeine kết hợp với vitamin B1, vitamin C. Anh tiêm bắp cho một lần trên ngày, tiêm bắp 3 đến 3-5 ngày liền. Thế và đồng thời dùng thuốc Catosan nữa. Anh 10%, anh tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm 3 ngày liền. Đấy, thì bởi cái bệnh này thì thường nó không sốt, sốt rất nhẹ thôi, chứ không cần phải dùng thuốc hạ sốt. Đấy, thế và anh cho nó uống thêm cái chất điện giải glucose với cái vitamin tổng hợp. Anh cho uống 3 lần trên ngày, sáng, trưa, chiều, cho uống khoảng 5 ngày liền. Và tất nhiên là anh phải thực hiện vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi để diệt mầm bệnh ngoài môi trường. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ ổn định và nó sẽ khỏi. Đấy, thì bởi vì cái bệnh này nếu mà chúng ta không điều trị tốt ấy, thì nó dẫn đến hiện tượng như tôi đã nói, tức là bệnh viêm teo mũi truyền nhiễm, thì nó sẽ gây làm cho cái mũi cái mũi nó bị sập xuống. Đấy, vì cái bệnh này thì ở nước ta thì cũng đã xuất hiện nhưng mà nó không chưa nhiều lắm. Còn đặc biệt đối với nước châu Âu, mà khi tôi còn học ở châu Âu ấy, thì cái hiện tượng này bị rất nhiều, nó bị cái mũi nó bị sập hẳn xuống. Đấy, mà chủ yếu do cái hai cái loại vi khuẩn đó là gây đấy. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia Trương Văn Dung và cảm ơn khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình của chúng tôi. Chúc là khán giả sẽ khắc phục thành công bệnh trên đàn lợn của gia đình mình.